Ngày 9 tháng 8 năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Ngươn phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc, nhóm thiện nguyện Tâm An thành phố Châu Đốc tổ chức trao tặng 250 suất quà cho hộ khó khăn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở phường Vĩnh Ngươn. Trong đó, trao 150 phần quà gồm tập sữa, dụng cụ học tập, bình đựng nước, hỗ trợ học sinh vượt khó trong học tập để chuẩn bị năm học mới, trao 100 phần quà gồm gạo, mì gói, gia vị, sữa, bánh cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí trị giá 46 triệu 650 ngàn đồng do nhóm thiện nguyện Tâm An, thành phố Châu Đốc hỗ trợ. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đồng thời kịp thời động viên, khuyến khích các em học sinh có thêm động lực, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, trở thành con ngoan trò giỏi.